Chúa hát với tiếng tay trang mục và bí mật theo bài hát vũ điệu giữa tay cô Vi. Câu hát dùng ở bạn nào, bạn đó có quyền mở mục và thực hiện yêu cầu trong đó. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi. Khẩu trang thứ hai là chiếc khẩu trang được làm
À, xin là rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm những chiếc khẩu trang đi sàn nhé. Các ốc. Bạn bè của mình để chúng ta sẽ cùng nhau phòng chống dịch bệnh COVID.